Nguồn cội của mọi khổ đau trên đời đều từ tham sân si mà ra. Trong đó, tham đứng hàng đầu. Bởi phàm là con người ở đời, ai cũng có lòng tham. Phải biết đủ thì sẽ thấy đủ. Nếu không, lửa tham trong lòng cứ thế rực cháy, khiến bạn phạm hết sai lầm này tới sai lầm khác mà không thể nào thoát ra được. Công đức vô lượng. Anh cứ tính tiền hả? Tiền gì? Tiền nhang. Nhang nào? 150. Ba cây nhang 150. 150 một cây, ba cây 450. Sao không đi ăn cướp luôn đi? Tao ghét ai nói tao là ăn cướp cho mày. Tao bán nhang đàng hoàng. Em biết anh đàng hoàng rồi, nhưng mà bớt cho em được không? Mày có bao nhiêu? Hết rồi anh ơi, em không nghĩ đi chùa lại tốn nhiều tiền thế. Khải nó ra. Đúng rồi, em van anh ấy là ngồi lấy em mua 5 triệu lận á. Bớt đi, tao mua lại 1 triệu. 3 triệu nữa mày. Đâu có, 1 triệu là 1 triệu. Khi nào mà em có tiền cho em chuộc lại nha. Công an. Hên cho anh đó. Đây là một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm, chuyên dùng mấy cái thủ đoạn này để lừa tiền người khác. Đưa cái đồng hồ cho tôi. Trong túi có gì không? Mấy cái lạc vàng. Gỡ của tôi ra. Đâu? Tài chứng vật chứng đầy đủ. Mời hai anh lo đồn với tôi. Sao anh lại bắt em? Em là nạn nhân mà. Nạn nhân cũng phải lên lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra chứ. Hả? Dạ dạ. Thôi, về đi. Mày nhìn gì? Dạ dạ, cảm ơn anh. Bà Khoa, khi nào trên đồn gọi thì nhớ lên để lấy lại tài chính cho chưa. Dạ dạ. Gì? Ủa sao có 1 triệu hả? Thông cảm cho tao đi, tao nợ dữ lắm. Anh em mình ra giang hồ, nợ nần nó là nội tại rồi. Mày nợ nhiêu dữ hả? 1 tỷ hơn. Cái làm mấy cái chuyện giặt giảnh, một lần được 1 triệu, 1,5 triệu. Rồi chừng nào hết nợ? Ma le như mày á, nên kiếm mấy người nhiều tiền, lừa họ mới được tiền nhiều, hiểu không? Dễ ăn ở ngoài lắm á. Kiểu tóc nó xịt keo nguyên buổi chiều. Chỗ tao ăn nhậu mà chạy ra, chạy ra đá tới mẹ bây giờ. Chú, chú đừng đánh em con chú. Mày biết cáo này tao mua bao nhiêu tiền không mày? Hả mày? Chú không được đánh em con. Mất dạy. Anh trai bình tĩnh, tóc còn đẹp lắm. Bình tĩnh. Rồi. Để chị nói mấy đứa nhỏ dọn dẹp. Cho cái lẩu đi. Rồi. Nha. Chú cho, về nghỉ sớm đi. Cảm ơn chú. Cho 500,000 luôn hả? Sợ sang vậy hỏi sao không nợ 1 tỷ? Chuyện đáng thì làm thôi. Cứ sống tốt đi, hy vọng sau này mày sẽ gặp may mắn. May mắn sớm quá vậy. Cuộc sống mà, công. Vô tám chín đi nè, quán ngon lắm. Dạ. Quay lưng đi rồi không quánh lại đi ba. Thằng chó này, mày chơi tao đúng không? Anh bình tĩnh. Mày bước ra ngoài đó chơi cho tao. Không ấy mình giải quyết trong này được không anh? Mày thách tao đúng không? Tụi bay, ra. Thôi được chứ, đi vô quán nhậu tụi bay. Em xin lỗi. Mày chết mẹ em. Mày, chó lừa tao. Dừng.
đưa tao đi. Mày thằng nào thôi cái chạy. Mày cứ tao cũng dám ăn hả? Cần giả tiền mày lên. Tao không cần. Lừa tao hả? Thằng kia đâu? Dạ không thấy. Mẹ nó. Lối đi. Kiếm chị cho tao. Đụng với tao là hết đường kiếm ăn ở đây rồi. Trứng vịt lộn 10.000 đồng để có thể bán được với giá 10 đô thì nó phải xây cả một cái resort 5 sao, set up một cái luxury villa và cả một cái bộ đồ ăn Fürstenberg thương hiệu 270 năm tuổi đến từ Đức. Vậy mà mấy đứa trên mạng nói anh là nhà thiết kế lùa gà chứ. Em có thấy con gà nào mà sách có túi hiệu cả tỷ bạc không? Đi siêu xe chục tỷ, xây cái nhà chục triệu đô. Anh không có lùa gà, anh lùa rồng. Anh Thái vui tính quá. Nếu như mà có được một nhà thiết kế nội thất triệu đô như anh làm đối tác chiến lược thì em vinh hạnh lắm. Một quyết định quan trọng nó đến từ ba yếu tố: kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Em hiểu rồi. Vậy em phải làm gì thì anh Thái mới tin tưởng công ty của em? Kiến thức chuyên môn của em thì anh Thái đã có. Kinh nghiệm với những công ty nhỏ như em anh cũng đã có. Chỉ là trải nghiệm với em á thì chưa. Nếu như mà em đồng ý ngay bây giờ thì em là con người không có giá trị rồi. Đúng không? Em sai rồi. Giá trị của con người nằm sâu ở bên trong kia kìa. Đây nè. Chiếc đồng hồ Rolex GMT Master 2 có giá hơn 15.000 đô. Nhưng mà nếu mà đeo vào tay em, ai cũng sẽ nghĩ là đồ fake hết. Vì không xứng với nó. Anh làm gì vậy? Để em biết là giá trị của em không phải nằm ở cái đồng hồ này. Anh Thái, em nghĩ mình cần thêm thời gian đó. Cứ từ từ thôi anh. Thời gian đã nằm trên tay của em đó. Đêm nay em là thủ, anh Thái là công. Để còn ngày mai anh sẽ là đối tác của em. Em chỉ cần lột sạch ra, chỉ chừa cái đồng hồ trên tay thôi. Nhìn như vậy mới kích thích. Em muốn kích thích đúng không? Để em. Cậu bé hư hỏng. Làm gì thì làm. Nhưng vẫn phải có màn dạo đầu. Come on baby. Như vậy mới thú vị chứ.
Thái Thái, làm gì phải hấp tấp vậy? Ai đây? Đối tác. Đối tác mà phải tương tác trên giường vậy hả? Đối tác chiến lược. Ai đây anh? Đối tác lâu năm. Phải à? Em ơi nói gì mà anh đi không phải vậy đúng không? Em lại tôi em được một giá trị gì nữa? Nhưng hợp tác đi. Đúng à? Đúng à? Anh còn bao nhiêu đối tác nữa hả? Đùa cái đi. Tôi cũng là đàn ông mà. Tại sao không chơi tôi đi? Bớt làm mới cho điên khùng đi, người ta chú ý bây giờ. Vẫn chơi hoài còn hồi khó chịu nha. Xương xương phải 300 triệu. Kèo này thơm à. Tí đầu cả đi rồi. Đi chơi bao nhiêu phút? Không phải tại em. Em vẫn không vô tới nơi rồi, nhưng mà tại mua chìa khóa. Hay quá. Nguyên tắc cũ, tiền mặt nha. Ok, get go. Ngồi trên máy bay 22 tiếng, Diễm Trà có mệt không? Trà có hơi mệt. Thú thiệt là cậu đang jet lag. Có ngủ nghề gì được đâu. Sao mà nghe sót quá vậy? À, chị Trang này, tôi có một bí mật. Không biết chị Trang có muốn nghe không? Bí mật như vậy? Thật ra, tôi giỏi nhất là làm cho người khác ngủ đó. Chứ không phải tôi giỏi nhất á thì làm cho người khác phải tức hay sao? Bằng xưa và chơi cực rán văn để sợ to là thuốc mẹ nắp chân cà trà văn để duy bù xe ta và ăn appetit mẹ xe bà cụ. Hình như anh ấy đang nói tiếng Pháp phải không? Ừ, đúng rồi. Tôi là Việt Kiều Mỹ. Tao có thể nói được 7 thứ tiếng ngoại ngữ, trong đó có tiếng Mỹ nếu bạn cần. Anh nói tiếng Việt đi. Ông chủ của tôi muốn mời Mr. Tú một chai rượu vang. Tại sao lại tặng cho Mr. Tú? Bởi vì ông chủ của tôi rất là chịu ơn Mr. Tú. Nếu không có Mr. Tú thì không có cái nhà hàng này. Thôi mà, anh đừng nói quá lên vậy chứ. Cho em gửi lời thăm anh Hưng nhé. Thank you. Thank you. Enjoy your meal. Không biết là Tú đã giúp người ta vụ gì mà sao người ta lại biết ơn Tú dữ vậy? Thật ra cũng không gì đặc biệt. Anh Hưng chủ nhà hàng này là Việt Kiều Pháp. Khi mới về nước thì bị lừa cọc, dính ngay mảnh đất quy hoạch. Nên là anh tìm tới Tú. Lúc đó Tú giới thiệu cho một mảnh đất rất tốt, giá cả phải chăng, tiềm năng phát triển cực lớn. Đó chính là nhà hàng này. Oh my gosh. Mà nè, không giống gì Tú nha. Thật ra thì Trang cũng tính đầu tư một ít bất động sản ở khu vực này nè. Không ngờ lại gặp được chuyên gia như Tú vậy đó. Cái này người ta gọi là gì ta? Destiny. Destiny. Đói quá. Có ai có cái gì cho tôi ăn được không? Tôi có con tôm, anh ăn đỡ nha. Cảm ơn. Khoan. Em mà cho anh ta ăn là anh ta chết ngay đó. Tú từng ấy trường hợp này rồi. Là do nạn nhân nhịn đói nhiều ngày, thành ra mới bị như vậy. Đúng rồi, đói quá. Chưa đầy 5 giây nữa, anh ta sẽ bị co thắt cơ từ đáy lòng. Ủa nhưng mà sao chưa co nữa?
quấy lòng tôi đau quá. Vậy là đúng rồi. Mọi người lui lại đi. Để mọi người tránh ra đây, tránh ra đây, chờ ông thở đi. Tiếp theo, nạn nhân sẽ bị tụt đường huyết nên bị trừ rút bán tiền thân. Bán tiền thân là sao? Mọi người bình tĩnh. Đây là giống như bị bệnh uốn ván vậy đó. Như một chân co lên trời. Sau đó là cả hai chân. Đúng với triệu chứng này, bệnh nhân sẽ kiệt sức rất nhanh. Giờ phải đưa đi bệnh viện gấp. Đi bệnh viện. Ây da, đưa đi bệnh viện. Mau gọi cấp cứu đi Tú. Không kịp đâu, để Tú đưa đi cho. Không đi bệnh viện đâu, ăn là được rồi. Chờ đã Tú. Đây, xuống cầm một ít để mà đóng viện phí. Không ngờ cháu lại tốt tính đến như vậy. Tú đi trước đây, gặp lại sau. Trai ơi, hồi nãy anh lẹ quá, tôi cản không có kịp. Thật sự tôi bị tụt đường huyết. Bây giờ chỉ cần ăn thôi. Hôm ấy anh đưa cho tôi 250 đô, lấy bà kia bố thí cho tôi, tôi tự đi ăn cũng được ạ. Rất may cậu, tôi là bác sĩ. Nhưng mà cậu yên tâm, tôi kiểm tra cậu rồi, cậu không có dấu hiệu người bị bệnh đâu. Ủa, anh ơi, em bị tụt thật mà anh. Người bị tụt đường huyết thường sẽ run rẩy, vã mồ hôi toàn thân. Dạ đúng rồi. Người cậu khô queo kìa. Thêm nữa tim đập rất nhanh. Từ nãy tới giờ tuy cậu có co giật nhưng mạch của cậu rất bình ổn, không nhanh, không chậm. Và cuối cùng, người bị tụt đường huyết sẽ bị suy giảm thị lực nhất thời. Vậy mà hồi nãy cậu nhìn chính xác mệnh giá tiền mà chị Trang đưa tôi. Tóm lại, cậu không bị bệnh mà chính là kẻ lừa đảo. Anh là bác sĩ hay là công an thế? Tôi là bác sĩ và đang đưa anh lên công an đây. Ôi trời, thật sự em không bao giờ là con người như thế đâu. Bởi vì em túng quá, em chỉ tính là lên đấy kiếm một bữa ăn thôi. Đây là nơi dành cho những người lương thiện và trong sạch. Tôi không thể nào để cậu vấy bẩn lên nó được. Bây giờ anh muốn cái gì cũng được. Anh đừng đưa em lên công an. Trong người cậu bây giờ có bao tiền? Dạ, còn đúng 2 triệu ạ. Đây là chuyến sớm nhất. Ngồi cửa sổ, có kèm bữa trưa. Anh làm tới mức này luôn á hả? Để đảm bảo cậu không lừa ai được nữa thì đây là cái tốt nhất rồi. Làm cái gì anh phải mua tới vé máy bay? Em hết tiền, về Sài Gòn lấy cái gì em tiêu? Thằng bé này mày muốn vào máy bay hay ngồi tù? Cửa lộ bình an nha. Em gì ơi, em gì đen đen ơi, cái gì đấy? Chào em đen, anh là Thái, em có quen với Tú hả? Tú bác sĩ hả? Không phải, Tú giám đốc. Giám đốc công ty xây dựng đó. Giám đốc công ty xây dựng à? Em là em họ của anh Tú. Thật sự anh Tú có tâm sự với em. Anh ấy nói là anh có crush một nhà thiết kế. Anh ấy coi người ấy là lý tưởng, là tình yêu của mình. Anh ấy định mượn cơ hội hợp tác để bày tỏ tình cảm với anh. Nhưng mà cuối cùng anh lại chơi anh Tú qua đường. Bây giờ phải làm sao? Anh có việc, anh phải quay trở về thành phố rồi. Hay là anh thông cảm, em cũng bận nhiều việc lắm. Với lại chuyện tình cảm của anh em ấy, em cũng không tiện xen vào. Nhưng mà anh em cũng khó bỏ nhau anh ạ. Tập sự nhờ em, chỉ cần tôi không còn giận anh nữa, em muốn cái gì cũng được hết. Nếu mà để anh thay đổi quan điểm ấy,
thì cần phải có thời gian và cần phải đầu tư nữa. Anh rể bảo trọng, em sẽ vì anh làm thơ tình ái, hãy tin ở em. Tên là Tú, chị tên là gì vậy? Tôi là Thu Cúc. Nhưng mà nếu như có ý định cư cẩm tôi á, thì nên bỏ đi, bởi vì tôi không thích gì con. Em không có ý định đó. Nãy đi ngang qua thấy chị đang đeo vòng thạch anh dâu tây màu xanh, và em nghĩ với cái dung mạo này thì chị tuổi Bính Dần, lưu trung hỏa, hôm nay là ngày giáng thiên thủy, ắt hẳn sẽ gặp vấn đề về nước. Tôi không có ý định xuống hồ bơi, cũng không có ý định ra biển, chắc sẽ làm cậu thất vọng rồi. Xem chú Lâm Thời hiện đây. Trời, không cãi lại được. Ấn đường của chị hơi tối, với cung điện trạch trong lòng bàn tay bị lõm vào. Em nghĩ mấy hôm nữa chị sẽ gặp họa về điện trạch đấy. Mà thôi, em nói gì bây giờ chị cũng đâu tin đâu. Chị vừa uống nước vui vẻ nhé. Cá cắn câu rồi nha. Không ngờ em còn trẻ mà lại giỏi về phong thủy như vậy. Đúng thật là sắp tới chị có đầu tư một vài lô đất ở đây đang có chút khó khăn. Bây giờ có cách nào hóa giải không? Khó là trước khi chị gặp em, 90% khách phong thủy bên em đều là dân bất động sản. Em có một lô. Alo. Tôi là anh Ngô. Anh cho biết là em biến thành lực nổ nắm đông. Anh đưa nổ em đi ngoài. Ai vậy Tú? Đây là anh Nú rồi em, thì đừng có biết anh Nú rồi. Ê, cái gì đó? Chị nghĩ là Tú nên về chăm sóc em mình đi ha. Còn chuyện bất động sản thì từ từ chị em mình tính sao. Cúc à, anh Nú ác lắm. Anh Nú đốt em ba này, này không có em làm cái gì hết. Có gì ạ? Nói lắm. Ngọt quá, ngọt quá. Tú, sao Tú đối xử với em mình tàn tệ vậy? Mọi người ơi, chắc là có lý do gì đó nên cậu này mới làm như vậy, chứ không ai mà sống dơ vậy đâu. Lý do gì mà bà đói nhỏ? Còn nhốt nhỏ trong nhà nữa chứ. Ôi, thằng này ác quá. Nghe mình xấu với thằng anh vậy. Ác sống thằng này. Này sống dơ quá. Không quên chuyện làm ăn của tôi đi ha. Trước khi làm thầy bà thì nên học cách làm người. Lỗi tại tôi. Tại tôi tiết lộ thiên cơ mà em tôi lãnh nghiệp. Ngày tôi ngộ đạo là ngày em tôi sốt 45 độ kéo dài cả tuần lễ, chỉ được như một đứa trẻ lên 5 lên 6. Rồi nó nằm viện, lớp tiền thuốc. Tôi lấy ở đâu ra? Ở đâu ra? Hả? Đúng, tôi làm đĩ. Ôi, thẳng thắn quá ta. Tôi đến đây xem phong thủy là phụ, bắt khách qua đêm mới là chính. Chị là khách. Tôi làm nghề này
Vì tôi yêu gia đình, tôi cần tiền để chăm lo cho gia đình của mình. Tôi cần tiền để lo cho em trai của mình. Là tôi sai hả? Là tôi sai hả? Hòa, vì anh mải mê kiếm tiền mà anh quên mất em cũng cần tình thương, cần có một người anh trai. Mọi người ơi, chúng ta phải chung tay kéo Tú ra khỏi con đường bán thân ngay từ bây giờ. Nếu mà không phải từ bây giờ thì tương lai em của Tú sẽ cũng đi con đường bán thân thôi. Tôi sẽ ủng hộ 3 triệu. Mấy anh chị ơi, giúp đỡ với. Một đồng không đáng là bao nhiêu đồng góp lại lớn nhau vô cùng lắm nha mấy anh chị. Tú ơi, chút xíu nữa là chị hiểu lầm Tú thôi. Chị không nghĩ là hoàn cảnh của Tú lại khó khăn như vậy. Chị sẽ ủng hộ Tú. Hãy cảm ơn vị khách cuối cùng của Tú đi. Không phải, ý của tôi là tôi sẽ cho em của Tú 5 triệu tiền viện phí. Em cảm ơn chị, công đức vô lượng nha chị. Cuộc sống này có nhiều mảnh đời lắm chị ơi. Cố còn ai nữa không ạ? Em cảm ơn anh, cảm ơn anh. Cái này nhớ xin số điện thoại anh Tú giùm anh nha. Con nghe. Cầm tiền và biến khỏi chỗ này. Đây là chỗ tụi ta làm ăn, hiểu chưa? Cũng nhờ có tôi mới có được số tiền này mà. Nếu mày không phá là tụi tao kiếm gấp 10 lần số tiền này đó thằng chó. Chỗ này cũng phải gần 20 triệu. 10 lần là mấy trăm triệu hả? Chứ còn gì? Cái gì hả mày? Đại ca, cho em theo nhóm với đại ca. Sáng sớm mày phá tao mấy lần rồi. Thôi, biến khỏi đây đi, trước khi tao dùng biện pháp mạnh. Tôi xin mọi người đó, cho tôi một cơ hội đi mà. Cái thằng này nó dai như đĩa gì ta? Thật sự là tôi thiếu nợ nhiều lắm. Nếu mà không trả được nợ, tôi không thể nào về quê gặp mẹ và con gái tôi được. Tôi xin mọi người, tôi lạy mọi người mà. Tôi hiểu rồi. Đi Tú. Khoan đã. Anh suy nghĩ lại hả? Mày muốn vô nhóm hả? Cũng được. Nhưng trả bốp cho mọi người đi. Ít đồ. Vừa xấu người xấu luôn cả nết luôn ta. Thế tại đúng lẽ luôn. Nè, tôi nói với mày biết, ba cái trò của mày là ăn cắp giặt thôi. Tao với ông Năm là thử mày đó. Còn đẳng cấp của anh Tú nè. Lấy luôn cho anh ấy. Anh Tú cũng thử mày đó. À, xin lỗi nha, bệnh nghề nghiệp. Đi. Là mày đuổi nó đi hay là mày kêu nó đi theo mình về nhóm? Chú Năm chưa hiểu. Có gì chiếu cố nhá. Đúng, là sao? Sao nhìn anh ăn mặc xịn mà ở cái chỗ nhìn nó bẩn thế anh? Không có thằng lừa đảo nào đi mua nhà hết. Nhưng mà căn cứ xịn nhất định phải có một cái. Quá xịn luôn. Xịn nào, ngậm cái miệng lại, cười cái. Rồi, ok. Để Mã Lai chuyên về phục trang, IT, mỗi phi vụ 20%. Nhìn xấu thế này, có làm người khác đẹp được không? Riêng anh thì không, mời anh Vân đi kia. Chú Nam, người vận chuyển, cân mọi phương tiện, mọi địa hình, mỗi phi vụ 20%. Welcome. Chào anh. Chú có lái được máy bay không? Vợ gần nhất của tao, hơn tao một con giáp, sao? Ui, chú lái giỏi thế, có gì chỉ giáo cho con nhá. Ngu mày nặng mày. Chú Nam, bỏ đi. Uống miếng nó cũng cho. À. Mỗi người 20%, vậy là còn 60%. Mình anh lấy hết à? Xong rồi anh
cắn sâu hết. Tại vì tao làm trưởng nhóm, lên kế hoạch, đảm bảo phi vụ thành công. Mày thích thì mày làm trưởng nhóm đi. Không anh ạ. Có bao giờ thất bại không anh? 28 năm nay, chưa bao giờ biết thất bại. Tao chỉ làm khi chắc chắn thắng, hiểu không? Hay thế. Còn em 29 năm nay toàn thất bại không à? Vậy tính nha, chú em hơn anh 1 tuổi hả? Bây giờ anh muốn xưng hô thế nào? Không quan trọng cách xưng hô, quan trọng cách chơi kìa. Xưng hô sao cũng được. Mày tính chia tao bao nhiêu? Tao nói rồi, ngay từ đầu thằng này chơi không vô. Nè, chia sao thì chia, đụng tới phòng của tôi quậy đó nha. Con vốn ngọn á. Biết rồi. Dạ chú luôn, đụng đến tiền của chú là chú quậy đó. Mọi người yên tâm, để con tính cho. Hôm nay thứ mấy? Thứ ba. 3%. Mình tính ngày được không? Hôm nay ngày 10, 10%. Con số 10 là con số tròn chỉnh, may mắn. Giống như là có tao vô ấy, nhóm mình sẽ là thang điểm 10, hoàn hảo. Ngày mồm mép dẻo nhờ. Để tao tính cho, chứ tiền học đi đã. Tao nôn nóng lắm rồi, mà mình phải học từ đâu? Học từ đầu. Đồng mình đứng đây giùm em à. Đoàn mình lên nhận phòng, tối nay đoàn mình được tự do nha. Con mồi nào điểm yếu càng lớn thì con mồi đó càng ngon. Điểm yếu của nhóm này là gì? Một lát anh đi xì ba của khách sạn luôn không nè. Nghĩ sao hả? Khách sạn bự chà bá vậy? Xì ba trong này mắc tiền lắm. Trời ơi, mình đi ra chợ đêm đi. Xì ba của đó rẻ tiền hơn rồi để dành tiền ăn chơi thoải mái luôn. Đúng không? Tôi nói đúng không? Rẻ là đi. Ham rẻ, chợ búa. Đúng, nhưng mà chưa đủ. Mấu chốt ở đây là họ thiếu kinh nghiệm du lịch. Mình nếu tấn công thì tấn công ai? Bà chị cả. TikToker. No. Vậy ai? Cái cờ của anh nè. Anh xin lỗi. Anh ơi. À, anh nghe. Anh là hướng dẫn viên đúng không? À, đúng rồi em. Anh biết tiếng Trung không? Cũng đủ xài. Tại vì em bị yếu tiếng Trung á. Yếu tiếng Trung? Là trúng tiếng yêu đó. Nha. Nha. Tu thì tu giá rẻ. Mà cái gì cũng đòi miễn phí hết trơn á. Anh nói thì em biết nha. Anh dẫn mấy cái bà đó đi hả? Anh nhục nhã không thể nào tưởng tượng được. Cái đầu của anh hả? Đổi 2-3 cái quần ở trên đây nè. Quần ở trên đầu em tháo xuống không được, nhưng mà quần ở dưới em tháo xuống được. Không có tu tiết gì hết, không có trách nhiệm gì hết. Ai nghĩ sống là phải biết hổ thẹn. Tên, giống chưa? Ui dồi ui, xịn thế. Trong lừa đảo, nếu như không có sự chuẩn bị kỹ càng thì cũng giống như cờ bạc hên xui. À, thì chú thích ai rồi? Xin lỗi, chú gắn ngược. Chú gắn dưới cái mặt này nè, ngay khúc silicon nè. Rồi, làm một lần nữa nha anh trai. Tao thì không thích mai rủi, nếu như đã làm thì phải làm cho chắc chắn. Chào mừng mọi người đến với Safari. Giá vé tham quan mọi người là 300.000 đồng. Trời ơi, có 300 thôi hả? Sao nãy giờ không dẫn tới đây sớm đi? Trời, có 300.000 rồi rẻ hả? Người đồng hành trước hành trình của mọi người ở đây đó chính là anh Vũ Minh Kha, hướng dẫn viên chuyên nghiệp tại vườn thú Safari. Mọi người chọn Safari là chính xác rồi. Ở đây có rất nhiều thú hoang dã, đặc biệt là thú săn mồi. Nãy giờ mới đi được vài cây số thôi, còn hơn 10 cây số nữa. Sao nói đi sở thú mà có thấy con thú nào đâu? Phải đi vào sâu mới thấy thú. Trời, khai. Sao đuổi vậy? Chừng sao mất cảm giác, sao đi không nổi nữa. Có lẽ thú săn mồi đói quá cho nên là đi săn mồi đấy. Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Tôi đã hỏi gì?
còn gì mà ngon quá vậy? Chú làm tụi con hết hồn à? Ai vậy, ai vậy? Giới thiệu mọi người, đây là chú Năm Hổ, người quản thú trong cánh rừng này. Mọi người nên đi sát vào nhau. Thú săn mồi thường thích săn những con sao bầy. Chưa bao giờ em thấy một gia đình nào may mắn như thế này. Đó là chúa Sơn Lâm còn sống duy nhất trong khu rừng này. Trời ơi, may mắn ông nội. Tôi đã từng chạm trán nó cũng không ghê gớm lắm đâu. Một tay này Năm đã xử nó. Còn tay kia thì sao? Nó xử Năm. Nên nhớ, khi con mồi dính bẫy, mình mới ra điều kiện được. Hiểu không? Thực ra gia đình mình bình tĩnh ạ. Bây giờ chúng ta đang ở trong rừng, muốn điều xe vào ấy thì phải trả thêm tiền ạ. Dạ, 4 triệu một người ạ. Mọi người ơi, đây là quy định của công ty. Bây giờ không đóng tiền ấy, Kha không thể nào điều xe được. Sao cứ đâu nói vậy đi, bây giờ mới nói. Thế lỡ họ tiết tiền hơn tiết mạng thì sao? Hay dữ vậy trời, con già này khó chịu. Kế hoạch B, dứt điểm. Lớn tuổi rồi, ông lớn tuổi. Con nha. Trời ơi, cho anh. Nào, nhà mình năng lượng lên nào. Cố lên. Mọi người. Gia đình mình lại may mắn. Trước mặt mọi người là bộ tộc Hu Ba Bi, còn tồn tại duy nhất trong khu rừng này. Hiện nay, họ vẫn sống bằng nghề săn bắt và hái lượm. Bình thường họ ăn gì mà họ ra đây săn vậy chú? Thường thì săn hươu, săn nai, hoặc những con thú khác. Chú, lỡ con hươu với nai rồi nó săn cái gì? Mọi người ơi, nhanh lên! Dừng xe, dừng đi! 4 triệu! Bớt đi ba! Bớt đi! Tiền của mày. Cú ba bi. Tao từ mày 100 ngàn. Ủa sao chứ dự tiền con? Mày đâm rồi mày còn ngoáy nữa. Bây giờ mày giỡn mày nằm xuống đi. Rồi tao mấy lại cho mày coi. Nè, bây giờ tao mấy thử coi nè mở. Xấu không hả? Cọc này là 40 triệu tiền xe. Sao bữa nói 3 triệu người mà? Lúc đấy sống chết mà. Mình hét bao nhiêu chẳng được. Sao mày tham quá vậy? Nè, ông Tú ông mà biết ông chửi nha. Chặt cái đầu tôi đi. Rồi mày mốt đổ bể ăn cho hết. Tao biết rồi. Này, còn cọc 20 triệu nữa. 2 triệu tiền gì? Tiền chị Hai gửi cúng điếu cho chú Năm Hổ. Mày chẳng mày chạy được như tao không? Ok, mày chạy nè. Thời tới cạn kìa.